Sao tự nhiên em lại đòi chia tay vậy Bởi vì gia đình của anh rất nghèo Anh đã tìm được công việc rồi mà Nhưng sẽ chỉ lãnh lương hàng tháng Nếu vậy thì em muốn sao đi Em muốn lấy một bác sĩ giỏi giang Không cần phải lo lắng về cuộc sống này Anh thật sự đã đối xử rất tốt với em Sau khi kết hôn em vẫn sẽ nhớ đến anh Em, em sẽ Kết hôn sao được rồi em đi đi thời gian qua em thực sự cảm ơn anh xin chúc mừng hai vợ chồng vợ anh đã mang thai được 6 tuần rồi hả <laughs> Tôi... cô thật vậy không bác sĩ ừ, đứa con thứ hai của chúng ta đó con còn nhỏ xíu em thấy cảm giác rất khác so với lúc mang thai băng ghinh <laughs> bà rất vui được gặp con <laughs> em rất vui đúng không ừ cầm tấm hình siêu âm của con em thấy phấn chấn hơn nhiều lắm. Tốt quá rồi. Sau này sẽ có rất nhiều việc phải lo đó, cho nên... Anh phải ráng lên. Đương nhiên. Với em phải xin nghỉ phép thai sản và nuôi con nhỏ nữa. Đâu cần phải xin nghỉ nhiều vậy. Xin nghỉ thai sản thôi rồi sau đó đi làm lại. Nếu như vậy thì em sẽ cực lắm luôn đó. Thà chịu cực một chút còn hơn là bị đồng nghiệp về biểu. Với em cũng không muốn gián đoạn công việc. Sắp được thăng chức rồi, nếu mà em nghỉ quá lâu á, thì làm sao đủ chỉ tiêu xét duyệt được chứ. Trước mắt phải xin vô được trường mẫu giáo công lập ở đó mới nhận giữ trẻ mới sinh vấn đề việc làm vẫn luôn là vấn đề nan giải của xã hội nhưng lại ủng hộ việc dành thời gian nuôi dưỡng con cái đúng là khó khăn thiệt luôn đó chắc mình sẽ tìm ra được trường mầm non trước khi em sinh con đúng không chuyện tìm trường đâu phải là chuyện dễ dàng gì <laughs> à, trời... <laughs> hình như là có người mới dọn tới chắc là vậy <laughs> à, làm ơn, đợi à. tôi với à, Làm ơn, làm ơn à, Cảm ơn, cảm ơn à. Anh vừa mới chuyển tới lầu dưới ở đúng không? Ờ, à, anh ở phòng 501 hả? Dạ, ở sau này nhờ anh giúp đỡ à, Dạ đúng là tuyệt vời quá chuyện gì thì chính là chúng năm nào tôi cũng mua một cái chúng chính là con cưng của tôi à. là vậy sao à. xin phép nha anh ta đặc biệt vậy ta xem chén đĩa như là con cái của mình hả à. ủa anh đi đâu vậy thì anh xuống lấy đống chén dĩa nè anh đâu cần tự mình xuống lấy chúng lên chứ. Sao em lại nói như vậy chứ? Chúng đều là con cưng của anh mà. Anh rất quý chúng. Ờ, mẹ mang bánh đi tặng hàng xóm nha. Bây giờ đâu còn ai tặng bánh gạo cho hàng xóm nữa. Đã lỗi thời rồi. À. Ba ơi, ừ. khi nào mình mới ăn cơm vậy? Ừ. Vẫn chưa đâu con. Con vô phòng học bài tiếp đi. Ôi, ừ. thật là đâu có lỗi thời gì. Tặng chút tình cảm cho hàng xóm thôi mà. ôi <laughs> Thật không? mẹ đang mang thai em con sao <laughs> thích quá con sắp có em rồi <cười> <cười> con thích vậy sao dạ con rất thích sau này các em chơi cùng không còn buồn chán nữa mẹ ơi con sẽ chăm sóc em thật tốt cho nên mẹ cứ tập trung vào công việc đi u rồi ơi! cảm ơn con nhiều lắm con gái <laughs> cưng của mẹ ừ, ai tới vậy xin hỏi là ai vậy xin chào tôi sống ở lầu dưới À, dạ con chào bác à, Bác mới dọn tới hả um, Đây là một ít bánh gạo tôi tự làm Cô ăn à, một miếng cho vui Dạ cảm ơn oh, bác Dạo này ít ai còn tự làm bánh đem tặng lắm Chúng con sẽ ăn thật là nhiều à ừ. Dạ con chào bà Con tên là Kim Bangun Ôi con lại phép quá Con chào hỏi bà nữa <laughs> Sao lại mở cửa như vậy ừ. Người này là ai vậy Dạ thưa mẹ mới tới Dạ bác ấy mới dọn tới lầu dưới sống Để đem tặng bánh Ờ ừ, vậy hẹn lần sau gặp lại dạ, nha Dạ dạ con cảm ơn bác ừ. nhiều ừ hai đứa gọi mẹ tới đây vào cuối cùng làm cái gì chứ hả sao vậy có chuyện gì sao ừ đâu có tại tụi con muốn mời mẹ bữa cơm thôi chắc chắn là có chuyện gì muốn giờ giả mẹ có đúng không đây <laughs> mẹ nói đúng rồi chứ mẹ đã mơ thấy điềm báo mà đảm bảo lần này á trong bụng con là con trai mẹ ơi không được đâu chuyện gì con cho mẹ ăn gà để nhờ mẹ chăm sóc cháu có đúng vậy không sao mẹ biết hay vậy con dâu à nhưng cơ hội này con nộp đơn xin nghỉ việc và ở nhà đi bây giờ con sắp có hai đứa rồi việc gì phải đi làm cho cực thân chứ nhưng mà mẹ ơi nếu như không đi làm á thì cuộc sống sẽ rất là khó khăn đó mẹ khó khăn cái gì chứ con trai mẹ cũng rất giỏi kiếm tiền mà không lẽ không thể cho con ăn no được sao con không giỏi đến vậy đâu mẹ ơi Thời gian qua cũng nhờ có Miso đỡ đần phụ con Chưa kể Cô ấy rất yêu công việc đó Sao gì mang thai mà xin nghỉ việc được Ê con đúng là một đứa không hiểu chuyện mà Mẹ đang giúp con một tháng đi mà mẹ Chúng con không đòi hỏi gì Nếu như đâu. mẹ không đi làm á Thì đâu có tiền mua đồ ăn Sao mà nuôi giùm hai đứa được Con sẽ lo chuyện đó Mẹ còn đi làm được mà sao phải xin tiền của con vậy chứ Chưa kể là Hai đứa còn trẻ nên sẽ gặp khó khăn trong việc nuôi con Nhưng mà nếu như để cho mẹ chăm cháu Lỡ mẹ bị đau lưng thì sao Mẹ cũng thiệt là Tại sao mẹ lúc nào cũng nghĩ theo hướng tiêu cực vậy chứ? Bạn của mẹ, mấy người ở sân su đó. Sao? Ai chăm hai đứa cháu xong cũng vào bệnh viện để chữa đau lưng đó biết chưa hả? Dạ con xin lỗi mẹ. À, dạ chúng con đã suy nghĩ quá thiếu sót rồi. Nếu mà con vẫn muốn đi làm vậy thì sao? Con không nhờ mẹ con chăm cháu giùm đi. Mẹ ơi! Biết là bà ấy đã bỏ rơi con, nhưng vẫn là mẹ con mà không phải sao? <laughs> thôi mẹ về nhà đi thằng xấu xa lúc nãy còn năn nỉ nhờ mẹ chăm cháu mà bây giờ lại đuổi mẹ đi về vậy sao ừ. ờ bà gân à bà về nha con mẹ ơi Ôi, trời. anh à ừ. giữ mẹ lại mẹ ơi mẹ ơi mẹ, mẹ ơi để anh chơi minh đưa mẹ về không cần hai đứa phải lo đâu thật là ừ. sao lúc nào mẹ cũng nghĩ cho bản thân của mình không vậy ta anh cũng đừng trách mẹ nữa Đất nước còn ủng hộ việc ba mẹ tự nuôi dưỡng con cái Ông bà không chăm dùm được Mình cũng đâu có thể trách Thì tại vì anh thấy buồn nên mới nói vậy thôi Mình không nói ra chuyện đau lưng Cũng là vì sợ hai đứa nó sẽ lo lắng Sao hai đứa nó ích kỷ như vậy chứ <laughs> Lại gặp nhau nữa rồi ừ, Dạ Chị sống cùng con trai chị sao À không Tôi tới đây để giúp con gái của tôi chăm sóc cho cháu thôi. <laughs> Lại thêm một người phải buồn khổ nữa rồi. Chị dứt giả chăm cháu nhưng mà chưa chắc con gái chị đã biết ơn đâu. chị mà chăm cháu không khéo là sẽ bị đổ thừa liền đó. À, đâu có đến nỗi. Tại tôi thích chăm cho cháu nên mới làm. Không ai thích chuyện đó đâu. Thà là chị đi trồng trọ còn hơn là phải còng lưng đi chăm cháu đó. Tôi thấy đâu có sao, sao chị nói vậy? Chị cũng già cả giống tôi rồi, tôi thấy tội nghiệp chị quá. Chị hãy nghĩ lại đi, chị đã chăm cháu dùm cho chúng thì ít nhất chúng phải tự đi đổ rác chứ. Chị chịu đi, chúng sẽ ý lại đó chị. Ờ à... ừ. Ủa? Ủa, người khác đang nói chuyện với mình mà sao lại bỏ đi như vậy? Ôi trời ơi, cái bà này. Còn dâu của chị ta chắc là phải cực khổ lắm đây. Ai... Chào mọi người, chúc buổi sáng tốt lành. Nè, mau vào Thế... làm đi. Kết quả sao rồi? Cô tới bệnh viện kiểm tra chưa? Đã có kết quả rồi. Tôi đã mang thai. Cái gì? Mang thai thiệt hả? Tôi nói rồi mà. Bây giờ mấy móc khám thai hiện đại chính xác lắm. <laughs> chúc mừng chị nha. Nói vậy thì sau này Cô tính sắp xếp làm sao đây Hả Sau khi nghỉ thai sản xong thì tôi sẽ quay trở lại làm việc liền Cô tưởng nghỉ 3 tháng là ngắn lắm sao Nhưng luật pháp cho nghỉ bao nhiêu đó mà Cô phải biết là công ty quan trọng hơn luật pháp Ai mà chẳng muốn xin nghỉ thai sản thiệt lâu chứ Nhưng chẳng qua chỉ là sợ công ty đuổi việc thôi Chưa kể thì Cô nghĩ rồi ai sẽ thay cô phụ trách mảng đó Tôi thấy là cô không nên tới công ty làm gì nữa Ở nhà chăm sóc con cái luôn đi Nếu trưởng phòng cứ thích chỉ trích tôi thì tôi sẽ đăng lên blog những lời lẽ cay nghiệt của anh đó. Lời lẽ cay nghiệt gì chứ? Tôi đã nói sai cái gì sao? Ôi ừ, trời ơi, trời Lily, li, cô cũng hay thiệt đó nghe. Người phụ nữ thì có thể yếu đuối, nhưng người mẹ nhất định phải mạnh mẽ. Ồ. Công thức của quý cô lộ lên. Hả? Ừ? Là Sorry Mom sao? Ngày hôm đó không gặp được thật tiếc quá. Lần sau, mong là hai chúng ta sẽ có duyên gặp nhau. Tôi cũng rất muốn được gặp mặt cô Sorry Mom mà. Dạ? Em đang ở nhà chưa đâu? Sao? sao giờ này anh lại về nhà có chuyện gì sao anh thấy đau đầu nên về nhà nghỉ thôi anh có đau đầu nhiều không anh đã uống thuốc chưa vậy con người lúc nào cũng luôn luôn có lý do cho những lời nói dối của mình mà tại vì anh không thích em gặp bạn của mẹ ân son cho nên em mới không nói ra em cũng đang định mang cơm trưa đến bệnh viện cho anh đó nếu như bản thân không giỏi nói dối thì đừng nên nói dối làm cái gì anh nói vậy nghĩa là sao Em nói chuẩn bị cơm trưa cho anh nhưng sao nhà bếp lại sạch sẽ như vậy? À, à hôm nay à, em định đặt sushi cho anh. Hôm qua anh vừa mới ăn sushi xong. Đâu có luật nào cấm không được ăn sushi hai ngày liền đâu. Em còn cố cãi nữa. <laughs> anh chờ một lát đi, em sẽ nấu cơm xong liền. Sao em suốt ngày cứ cho anh ăn thức ăn ngoài đường như vậy chứ? Anh cực khổ kiếm nhiều tiền để ăn mấy thứ đó sao? Dạ. Em sẽ không làm như vậy nữa Anh vẫn còn chưa nói xong đâu em à <laughs> Sao cho tới bây giờ em vẫn không biết trân trọng người chồng của mình chứ Phải trân trọng anh đến mức nào đi Phụ nữ khác còn phải đi làm kiếm tiền để phụ chồng Em không cảm thấy cuộc sống của mình quá sung sướng hay sao hả Em khổ hơn họ rất nhiều đó Kiếm đâu ra người chồng giống như anh đây Vừa tài giỏi vừa đẹp trai Nhân phẩm lại tốt nữa Có rất nhiều người ngưỡng mộ em đó Vậy em lấy được người chồng tốt giống như anh Trời ơi Nấu cơm đi nghe nói miso có thai rồi tin tức truyền nhanh thiệt ha ai cũng nói cô ấy sẽ sớm bị đuổi việc đó <laughs> sao lại bị đuổi việc cô ấy nghĩ thai sản xong sẽ đi làm lại mà <laughs> sao mà đàn ông các anh nghĩ đơn giản quá vậy hả còn phải xem tình hình công ty mới dám xin nghỉ thai sản đó miso của tôi rất là mạnh mẽ cho nên cô ấy sẽ giải quyết tốt thôi tôi lo miso sẽ gặp nhiều khó khăn nuôi hai đứa con đâu phải là dễ đâu đi làm ở công ty rồi còn phải về chăm con nữa chứ Tôi sẽ đỡ đần phụ cho cô ấy. Không phải chị giúp những việc nhỏ nhặt là đã xong đâu nghe chưa? Hai vợ chồng á phải cùng nhau chăm con, cùng dạy dỗ và biết sang sẻ quan tâm lẫn nhau nữa. Cô nói vậy cũng phải hả Quan tâm cô ấy nhiều vào đi. Bây giờ cô ấy đang chịu nhiều áp lực lắm. Ủa trời ơi, chị khỏe không? Sao rồi vẫn ổn chứ? Vẫn bình thường không sao hết. À, cô bạn à, hôm nay cô vẫn Bi đi đâu đó chơi đi. Thời gian qua, cô ấy chưa được ra ngoài vui chơi với bạn bè rồi. Vậy còn ba Ngân thì sao Tôi đây? sẽ lo cho nó. Không được đâu, ba Ngân còn nhỏ, phải lo cho nó ăn uống đàng hoàng. Em không cần phải lo lắng gì hết. Em cứ việc á, đi chơi thoải mái với cổ đi. Ôi, có thêm đứa nữa nên hiểu tâm lý rồi đó. Cảm ơn anh. Cảm ơn gì? Chúng ta cùng tạo ra mà. <laughs> em rất vui khi nghe anh nói như vậy đó. Ừ. Ủa, sao trưởng phòng quân bên phòng nhân sự lại gọi cho mình ta? trưởng phòng quân cần gặp tôi có phải không trợ ly ly khi nào xin nghỉ việc xin nghỉ gì hả chứ sao nữa có đứa con thứ hai rồi còn muốn đi làm sao tôi sẽ đi làm bởi vì tôi thật sự rất yêu thích công việc này tôi đã làm việc rất chăm chỉ từ khi được tuyển vào đây năm nay tôi đã là nhân viên xuất sắc tận hai lần rồi nhưng mà chỉ vì có thai mà phải nghỉ việc hay sao ừ. tôi sẽ tiếp tục phấn đấu là nhân viên có ích cho công ty sau khi nghỉ thai sản xong tôi sẽ quay lại làm việc liền mà vậy thì ai sẽ phụ trách công việc trong ba tháng cùng nghỉ sinh đây. Mọi người trong phòng sẽ thấy vui sao? Họ đang phải chạy theo dự án dài hạn làm sao phụ cô được chứ? Ừ, tới cái này đi. Được rồi. Sao đây? Trưởng phòng nói sao? Kêu cô nghĩ đúng không? cô đã làm rất tốt còn sắp sửa được thăng chức. Xem ra đổ sông đổ biển rồi. Trời Lily, anh nghĩ lựa chọn số 4 Là đơn kim em thấy sao Nè Cái đó rất là được nha ừ. Sao đây Giờ đang thịnh hành câu nói đó hả Ờ Tôi nghĩ nó sẽ sớm được phổ biến thôi à Đúng là một cái biệt danh đặc biệt ha Đơn kim <laughs> Đơn kim Quản lý chu Cô nên cảm ơn về ở trong đội này đó nghe Tôi không phê bình cô anh nấy Nên cô rất mừng có đúng vậy không Tôi sẽ không để người khác ăn hiếp được tôi đâu Khó lắm mới có thời gian ra ngoài chơi Sao lại tới đây vậy Vì tôi đang lo sợ không tìm được trường mầm non cho con tôi Cũng đúng Đối với công việc của chúng ta hiện giờ Thì phải tìm được trường mầm non công lập thôi <laughs> à, Làm ơn hãy chừa lại một chỗ cho con tôi <laughs> Có 90.000 đứa trẻ ở Seoul này Đang chờ được gửi vào đây hả Bởi vì trường mầm non công lập Mở cửa lâu hơn các trường khác Nên có rất nhiều người đăng ký Bây giờ nếu như tôi đăng ký Thì tới khi nào mới được nhận vậy Tôi không thể hứa chắc với cô Nhưng cũng phải mất tầm khoảng 2 năm hai năm lận hả? nếu vậy thì phải lo đăng ký trước khi mang thai sao? nếu như gấp quá thì cô tới trường khác hỏi thử xem. cô cũng không nên chỉ hỏi có một trường mà thôi. nên đăng ký mười trường trở lên thì mai ra mới có hy vọng được đó cô. mười trường lận hả? Ồ, phải làm sao đi? không phải mỗi năm khắp nước đều mở thêm trường công lập sao? vậy mà trường nào cũng vượt quá danh sách lạng sao? bây chị? giờ phàn nàn cũng vô ích. vào trường công lập xem <laughs> như là không được rồi. thử tìm mấy trung tâm nhận giữ trẻ xem sao. <laughs> Ủa, anh lầu dưới. Ờ, cho anh lầu trên. À, nhưng mà cái đó tôi lấy trước anh mà. À, nhưng mà tại sao tay của tôi lại cầm cái này vậy ta? Bởi vì lấy nó từ tay của tôi chứ đâu. <laughs> Đi chợ vui vẻ nha. À, à... Người gì kỳ vậy trời? À, anh gì ơi, anh còn bịch gà nguyên con nào nữa không vậy anh? cũng khá đơn giản bỏ vào nồi hầm là được rồi ok thử xem sao rồi hả ha, hả ha, mình sẽ làm được thôi mình cầm nó lên à, mình sẽ cầm nó lên à, ừ thiệt là ơi à, sao mà nhìn ghê quá vậy trời Ê, mình thật sự không thích đâu ăn một chút xíu nào hết á. cha con trai con trai vô ăn thử đi ăn à, thử xem có ngon hay là không vô con biết rồi vô vô ba cho mật ong vào đúng không vô oh, 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 sao con biết hay vậy vô con ăn vào thì thấy vậy ngọt như mật ong con thấy lần này có vẻ là ngọt hơn lần trước đó ba vô oh, 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 lưỡi của con nhạy cảm thật vô <laughs> ăn nhiều đi con ba thích ăn đồi gà hay là ức gà hơn vậy ba thích ức gà hơn con cũng vậy Ba thích ăn gà rán hay là ướp gia vậy? ơi ba thích gà rán. Con cũng vậy. Ba thích mì tương đen hay mì hải sản hơn? Em món đó đều ngon cho nên cũng khó trả lời lắm. Ba chọn món thích hơn đi. Ờ à, thì uh, mì tương đen hải sản. Cả hai. Hay. Yeah. Yeah. <cười> <cười> Nhưng mà ba ơi, tại sao mà mẹ lại ghét bà ngoại vậy ba? Con nghĩ là mẹ của con ghét bà ngoại sao? Mỗi lần mà mẹ gặp bà ngoại, mẹ đều nói bà ngoại đi về. Số người đăng ký trung tâm giữ trẻ cũng nhiều không kém ha. Chính phủ tập trung vào phúc lợi trẻ em, nhưng mà vẫn chưa giải quyết được chỗ học cho các bé. Hay là mướn người trong trẻ về chăm hộ, tôi cũng sẽ kiếm người. Nếu vậy thì tốn nhiều tiền dữ lắm đó. Đâu còn cách nào khác, bây giờ đâu biết gửi đi đâu. Alo, mẹ của anh hả? Dạo này cô còn nhận chăm trẻ không vậy? à, nếu vậy thì cô giới thiệu người nào cô quen được hay không? chi phí bao nhiêu vậy có mắc lắm không mà thông thường chi phí mướn người trong trẻ là bao nhiêu vậy hai triệu quân lận sao vậy có gì cô ráng hỏi thăm giùm tôi nha tại vì năm sau đồng nghiệp của tôi sẽ sinh con ờ à... tới hai triệu quân lận đó mất cả tháng lương của cô rồi à, bởi vậy mới nói ha, người không có tiền thì không nên sinh con mà Ồ, ờ, anh gọi em có chuyện gì không? Em ơi, bây giờ anh đang nấu gà hàm sâm nè. Em để hành ở đâu vậy hả? Em để trong ngăn mát tủ lạnh. Ồ, ờ, được rồi. À, không tìm được trường thì biết tính làm sao đi. Không phải là có chế độ cho các bà mẹ nghỉ thai sản và nghỉ ở nhà chăm con sao? Nhưng tại sao lại khó khăn quá vậy hả? À, sao nữa? Táo khô nhà mình có không vậy em? không có mua táo khô anh cứ nấu đại đi <laughs> anh cứ nêm tỏi với hành là ngon rồi ờ được rồi ờ, muối để đâu rồi ta em để hôn muối đâu vậy anh mở tủ trên tường sẽ thấy ngay trong tủ hả anh mở ra rồi mà có thấy đâu anh hãy ráng tìm kỹ lại đi <laughs> bởi vậy tôi không thể ra khỏi nhà được mà để đàn ông ở nhà một mình là như vậy đó <laughs> không thể gửi ở trường mầm non cũng không thể nhờ mẹ chồng chăm cháu nhiều vấn đề đau đầu quá Ai, nếu lần này mà tôi không được thăng chức á thì cuộc đời tôi coi như xong rồi xin 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 sao vậy con bộ không ngon hả bà nấu ngọt quá hả ừ thành chè cà hầm xăm luôn rồi <laughs> Ê, thiệt là chúng ta cho người ta da mì tương đen được không không được đâu món đó nhiều chào mỡ con ăn uống cẩn thận nữa con có biết không nhưng lâu rồi con không được ăn mì tương đen con cũng muốn ăn sườn chua ngọt nữa ba vậy thì hôm nay ba con mình ra ngoài ăn đi ha <laughs> bà gyn thật vậy sao cô ăn hết chúng luôn hả dạ dạ tôi tư gói lúc tốt <laughs> bởi vì tôi thấy lạnh mà tôi đang mặc áo ngắn nữa ôi trời ơi thiệt là mình đúng lẫn ngốc khi mà tin anh ấy <laughs> Em à, Minh Hô nó nói với anh là em không thích bà ngoại của nó. Em không thích cách mà mẹ chăm cho Minh Hô đâu. Mẹ cứ để cho nó tự do, cho nó thích làm gì thì làm. Vậy thì ngay từ đầu sao em còn nhờ mẹ chăm sóc làm gì? Minho Hô giờ lớp 1 rồi, em sẽ không nhờ mẹ nữa đâu. À, sao em cứ để trong lòng vậy? Chuyện ba mất đâu phải lỗi của mẹ. Sao em cứ cứng đầu quá vậy không biết nữa? À, giờ này rồi mà ai còn giặt đồ nữa vậy? À, em à, em à, thật ra thì lâu rồi anh với em chưa có nói chuyện với nhau đó. Em thiệt là... Dạ, tôi ở phòng 401. À, dạ, chào cô, tôi xin lỗi, vì vẫn chưa qua chào hỏi. Bây giờ tối khuya rồi, sao cô còn giặt đồ vậy? ồn ào quá, tôi không thể nào ngủ được hết dạ thành thật xin lỗi cô tối nào chồng của tôi cũng cần phải đọc tài liệu lần sau cô chú ý giùm đi xem ra cặp hàng sớm mới khó chịu rồi đó cô ta nói chuyện thua lỗ quá anh đã cho ban kinh ăn mì tương đen có phải ừ. vậy không ơi ừ, cái chuyện đó tại anh nấu hư cái món gà hầm sâm á mà hôm nay em đi chơi có vui hay không vậy đâu có vui ờ à, đúng rồi cái máy giặt à. Ngâm qua đêm là chúng bị hôi đó ừ? Ngày mai ban gương phải nộp bài tập trồng cây Cô đã giao về nhà <laughs> Làm sao đây Mình hoàn toàn quên mất chuyện đó <laughs> Anh à Anh Jamie nè à? ừ. Mấy giờ rồi em sáu giờ rồi bây giờ em phải đi trước nên anh đưa con gái tới trường giùm em nha à, em cần đi đâu mà đi sớm vậy đi mua qua cho bài tập trồng cây của băng ginh nữa một lát nữa em sẽ tới tận trường đưa cho con bé <laughs> Limiso. sao em hãy trang điểm một chút xíu đi em luôn đẹp trong mắt của anh, chỉ sợ đơn kim nó sẽ không thích thôi em sẽ trang điểm trong thang máy đi nha à, đúng rồi anh quên mất vụ trong thang máy À... Ừ. không lẽ cô mới dọn tới phòng bốn lẻ một sao <laughs> phải Thế giới này đúng là nhỏ thật ha. Ông chuyện hôm qua, thật sự xin lỗi cô, tôi không để ý thời gian nên đã đi giặt đồ, kể từ bây giờ mọi người cùng cẩn thận là được rồi. Cô đi làm sớm thiệt đó, tôi thường hay đi bơi vào buổi sáng. Ganh tị quá ha. Tôi lại quá bận. <cười> <cười> Sao mọi người đứng đó vậy? Có chuyện gì nữa hả? Là lệnh điều chuyển nhân sự sao? <laughs> chuyện này là sao vậy? Quản lý Chu Ân của đội thị trường số 1 được bổ nhiệm làm đội trưởng của đội thị trường số 2. Chu Ân trở thành đội trưởng sao?